xin chào các em học sinh lớp 5 yêu quý. Cô là Trần Thị Phương Anh, giáo viên trường tiểu học Hồng Vân, huyện Ân Thi. Cô rất vui vì được đồng hành cùng các em trong tiết lịch sử hôm nay. Trước khi vào bài học, cô cùng các em đến với phần khởi động. Các em hãy chú ý lắng nghe câu hỏi của cô để lựa chọn đáp án đúng nhé. Câu hỏi 1. Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn vào thời gian nào? A. 19 tháng 5 năm 1959. B. 15 tháng 9 năm 1959. C. Mùng 5 tháng 9 năm 1960. Các em đã có đáp án chưa? Đáp án đúng là A. 19 tháng 5 năm 1959. Cô cùng các em sang câu hỏi số 2. Câu 2. Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì? A. Để mở rộng giao thông. B. Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho chiến trường miền Nam. C. Để vận hành hàng hóa. Chắc các em đã đều chọn được đáp án cho mình rồi. Đáp án đúng ở câu này là B. Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho chiến trường miền Nam. Cô xin chúc mừng các em có đáp án đúng. Qua phần khởi động vừa rồi, một lần nữa giúp các em nhớ được ta mở đường Trường Sơn nhằm đáp ứng nhu cầu chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường Trường Sơn là con đường huyết mạch nối liền hai miền Nam Bắc. Trên con đường đó đã có biết bao người vào Nam chiến đấu, đã chuyển cho miền Nam hàng triệu tấn lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược. Với sự chi viện đó, cách mạng miền Nam đã có một sự chuyển biến rất lớn. Trong đó có một sự kiện lịch sử làm rung chuyển Nam Châu, chấn động nước Mỹ và là bước ngoặt lớn trong chiến tranh Việt Nam. Vậy đó là sự kiện lịch sử nào? Cô mời các em cùng theo dõi đoạn video sau. Năm 1968, một sự kiện lịch sử đã xảy ra làm thay đổi cuộc chiến tranh Việt Nam. Từ đây, làm đảo lộn mọi toan tính của giới cầm quyền Mỹ. Cuộc tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt của quân giải phóng vào khắp các đô thị trên toàn miền Nam Việt Nam với các hướng trọng điểm Sài Gòn, Huế và Khe Sanh đã trở thành chiến trường nóng bỏng, bất ngờ nhất trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Nó đã làm phá sản chiến lược chiến tranh cục bộ và buộc Mỹ đến bàn đàm phán ký kết Hiệp định Paris năm 1973, mở đầu cho việc kết thúc chiến tranh Việt Nam. Các em ạ, đoạn phim mà các em vừa xem nhắc tới sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968. Từ năm 1965 đến năm 1968, Mỹ đã ồ ạt đưa quân vào miền Nam để đàn áp phong trào cách mạng của nhân dân ta. Trước tình hình đó, để giành thế chủ động và có thể tạo ra một chuyển biến mới cho cách mạng miền Nam, Đảng và Chính phủ đã quyết định mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Để hiểu rõ về sự kiện lịch sử này, cô cùng các em đến với bài học hôm nay. Bài 25, Sấm sét đêm giao thừa. Trong bài học hôm nay, các em cần đạt được những mục tiêu sau. Về kiến thức, biết cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân miền Nam vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968, tiêu biểu là cuộc chiến đấu ở Sứ quán Mỹ tại Sài Gòn. Tết Mậu Thân năm 1968, quân và dân miền Nam đồng loạt tổng tiến công và nổi dậy ở khắp các thành phố và thị xã. Cuộc chiến đấu tại Sứ quán Mỹ diễn ra quyết liệt và là sự kiện tiêu biểu của cuộc tổng tiến công. Về kỹ năng, các em vận dụng kiến thức đã học để kể lại cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Về thái độ, cần tự hào về tinh thần tiến công cách mạng của quân ta trong Tết Mậu Thân năm 1968. Để đạt được mục tiêu bài học, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu 3 nội dung của bài. Nội dung thứ nhất, bối cảnh của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. 2. Trận đánh vào Sứ quán Mỹ ở Sài Gòn. 3. Kết quả, ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Vậy, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 diễn ra như thế nào?
Cô cùng các em ngược thời gian để tìm hiểu bối cảnh của cuộc tổng tiến công đó qua nội dung thứ nhất của bài. Bối cảnh của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Để tìm hiểu phần này, các em hãy đọc thông tin trong sách giáo khoa, đoạn từ đêm 30 Tết đến của địch và trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi 1. Đêm 30 Tết Mậu Thân năm 1968 đã diễn ra sự kiện gì ở miền Nam nước ta? 2. Vì sao ta chọn thời điểm tiến hành cuộc tổng tiến công vào đêm 30 Tết? 3. Hiệu lệnh của cuộc tiến công diễn ra vào lúc nào? Nào, các em cùng đọc thông tin với cô. Đêm 30 Tết Mậu Thân năm 1968, khi mọi người đang chuẩn bị đón giao thừa, thì ở các địa điểm bí mật trong thành phố Sài Gòn, các chiến sĩ quân giải phóng lặng lẽ xuất kích. Vào lúc nơi Bác Hồ chúc Tết được truyền qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì tiếng súng của quân giải phóng cũng rền vang tại Sài Gòn và nhiều thành phố khác ở miền Nam. Sài Gòn là trọng điểm của cuộc tổng tiến công và nổi dậy. Quân ta đánh vào Sứ quán Mỹ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn, Đài Phát thanh, sân bay Tân Sơn Nhất, Tổng nha Cảnh sát, Bộ Tư lệnh Hải quân. Cuộc tiến công quá bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng của địch. Bây giờ, các em hãy cùng suy nghĩ để trả lời các câu hỏi trên. Các em đã có câu trả lời chưa? Hãy cùng so sánh với đáp án của cô nhé. Đêm 30 Tết Mậu Thân năm 1968, quân và dân toàn miền Nam tiến hành tổng tiến công và nổi dậy. Ta chọn thời điểm tiến hành cuộc tổng tiến công vào đêm 30 Tết vì lúc này quân địch không ngờ đến nên sơ hở và mất cảnh giác. Hiệu lệnh của cuộc tiến công chính là lúc Đài Tiếng Nói Việt Nam phát đi lời chúc Tết của Bác Hồ. Bây giờ, cô cùng các em hãy lắng nghe lời chúc Tết của Bác năm 1968 để sống lại thời khắc thiêng liêng đó. Nhân dịp năm mới, ngoài đồng bào chiến sĩ trong cả nước và kiều bào ở nước ngoài lắng nghe thơ chúc Tết của Hồ Chủ tịch. Xuân này hân hạ, mấy hiệu qua, thắng thật tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên. Vừa rồi, các em đã được nghe lời chúc Tết của Bác. Đó cũng là hiệu lệnh của cuộc tổng tiến công. Lời chúc Tết đó như tiếp thêm sức mạnh cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Vậy, sau hiệu lệnh đó, quân ta tiến công vào những nơi nào? Để biết được điều đó, cô yêu cầu các em cùng tham khảo thông tin trong sách giáo khoa để trả lời các câu hỏi sau. 1. Tết Mậu Thân năm 1968, quân ta tiến công ở những nơi nào? 2. Trọng điểm của cuộc tổng tiến công và nổi dậy là ở đâu? Đánh vào những vị trí nào? Các em đã có câu trả lời chưa? Các em ạ! Vào đêm 30 Tết Mậu Thân năm 1968, quân ta đã tiến công vào Sài Gòn và hầu khắp các thành phố thị xã như Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ và trọng điểm là ở Sài Gòn. Tại Sài Gòn, quân ta đã đánh vào các cơ quan đầu lão của địch như Tòa Đại sứ, Đài Phát thanh, Bộ Tổng Tham mưu, sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tư lệnh Hải quân và Tổng nha Cảnh sát. Để hiểu rõ về trận đánh này, các em hãy cùng theo dõi thước phim tư liệu sau.
Qua phần tìm hiểu vừa rồi, theo các em, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 có tính chất như thế nào? Các em ạ, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 của quân và dân ta mang tính bất ngờ, táo bạo và đồng loạt. Cuộc tổng tiến công đó mang tính bất ngờ, táo bạo bởi đã tấn công vào đúng đêm giao thừa, đánh vào các cơ quan đầu lão của địch ở các thành phố lớn với lực lượng chủ yếu là các chiến sĩ đặc công, vũ khí không hiện đại như địch. Cuộc tổng tiến công đó mang tính đồng loạt bởi đã diễn ra ở nhiều thành phố, thị xã với cùng một thời điểm. Các em có biết không, với tính chất này so với phong trào đồng khởi Bến Tre, thì cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 có quy mô lớn hơn, tiến công vào nhiều nơi trên phạm vi rộng hơn cùng một thời điểm. Để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, các lực lượng đặc công của ta đã bí mật ém quân tại thành phố Sài Gòn và các thành phố khác. Vũ khí được vận chuyển đến các địa điểm bí mật, đạn được gói trong bánh trưng giả. Lực lượng biệt động làm nhiệm vụ tiên phong đánh vào các vị trí chiến lược. Bây giờ, cô mời các em cùng quan sát bức ảnh sau và cho cô giáo biết bức ảnh chụp cảnh gì? Đây chính là bức ảnh chụp quân giải phóng tiến công vào Sứ quán Mỹ ở Sài Gòn Tết Mậu Thân năm 1968 đấy. Vậy, trận đánh vào Sứ quán Mỹ ở Sài Gòn diễn ra như thế nào? Cô cùng các em tìm hiểu qua nội dung thứ hai của bài. Trận đánh vào Sứ quán Mỹ ở Sài Gòn. Để biết được diễn biến của trận đánh này, cô yêu cầu các em đọc thông tin trong sách giáo khoa đoạn từ trận đánh đến bị tê liệt. Nào, các em cùng đọc thông tin với cô. Thời khắc giao thừa vừa tới, một tiếng nổ rầm trời làm rung chuyển Sứ quán Mỹ, làm sập một mảng tường bảo vệ. Các chiến sĩ đặc công lập tức bắn chết 4 tên lính gác, lao vào chiếm giữ tầng dưới Sứ quán. Lính Mỹ bảo vệ Sứ quán chống trả quyết liệt nhưng không đẩy lùi được cuộc tiến công của ta. Địch phải dùng máy bay lên thẳng, chở thêm lính Mỹ đổ xuống lóc Sứ quán để phản kích. Bọn chỉ huy hoảng hốt, bí mật đưa đại sứ Mỹ chạy ra khỏi Sứ quán bằng xe bọc thép. Cuộc chiến ở đây đã diễn ra suốt 6 giờ đồng hồ, khiến cho Sứ quán Mỹ bị tê liệt. Để biết rõ hơn về trận đánh này, các em hãy cùng theo dõi thước phim tư liệu sau. Tòa nhà này được mệnh danh là Nhà Trắng Phương Đông, có giá nhiều triệu đô la vào thời điểm đó. Được Quốc hội Mỹ duyệt chi xây dựng mới trên đường Thống Nhất để bảo đảm nó có thể chống được Việt Cộng đánh bom như hồi tháng 3 1965. Nhưng trong sự kiện Tết Mậu Thân 1968, tòa đại sứ mới này vẫn không thoát khỏi bi thảm. Một lần nữa, nó đã trở thành mục tiêu tấn công chiến lược của lực lượng biệt động Sài Gòn gia đình. Nhiệm vụ quan trọng này được giao cho Ba Đen, Ngô Thanh Vân và các chiến sĩ đội 11 biệt động được tập hợp ngay vài ngày trước giờ rê của cuộc tổng tấn công. Đến 5 giờ sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968, tòa đại sứ Mỹ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đội 11 biệt động Sài Gòn. Tiểu đoàn quân cảnh 716 của Mỹ được điều động đến ồ ạt với nhiệm vụ ưu tiên số 1 bằng mọi giá phải chiếm lại tòa đại sứ. Nhưng mọi nỗ lực đều bị chính những bức tường, những cánh cửa kiên cố của tòa đại sứ Mỹ, vốn được dùng để chống lại sự đột nhập từ bên ngoài của Việt Cộng, ngăn lại, không thể xâm nhập vào bên trong. Một trực thăng của sư đoàn không dận 101 được huy động đến tiếp ứng, mưu toan đổ quân xuống nóc tòa đại sứ nhưng thất bại. Hãng AP tường thuật, Việt Cộng tấn công Sài Gòn hôm thứ Tư và chiếm một phần Sứ quán Mỹ. Lực lượng quân cảnh Mỹ tìm cách ràn vào Sứ quán khi trời bắt đầu hửng sáng, nhưng bị đẩy lui trước một quả lực rất mạnh từ tòa Sứ quán bắn ra. Sau hơn 6 giờ đụng độ ác liệt, lính Mỹ mới chiếm lại được tòa đại sứ. Qua đoạn phim tư liệu vừa xem, kết hợp với thông tin các em đã đọc, các em đã biết được diễn biến của trận đánh vào Sứ quán Mỹ ở Sài Gòn chưa? Các em có kể lại được không? Cô tin chắc rằng
đã có nhiều em kể lại được đúng không nào? Bây giờ, các em hãy cùng lắng nghe cô kể lại diễn biến trận đánh vào sứ quán Mỹ ở Sài Gòn nhé! Các em ạ, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, tiêu biểu là trận đánh vào sứ quán Mỹ ở Sài Gòn. Khi thời khắc giao thừa vừa tới, một tiếng nổ rầm trời làm rung chuyển sứ quán Mỹ. Các chiến sĩ đội biệt động số 11 do Ngô Thanh Vân, tức Ba Đen chỉ huy, dùng xe du lịch có hỏa lực B-40 yểm trợ, đột nhập thẳng cổng tòa đại sứ. Sau khi diệt 4 quân cảnh Mỹ gác ở cổng, biệt động dùng thuốc nổ phá hủy tường, tiến đánh vào bên trong, chiếm gần hết tầng 1, rồi lên tầng 2, tầng 3, tòa đại sứ. Một nhiệm vụ quan trọng đặt ra là phải bắt sống đại sứ Mỹ. Lính Mỹ bảo vệ sứ quán, chống trả quyết liệt nhưng không đẩy lùi được cuộc tổng tiến công. 5 giờ sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968, tòa đại sứ Mỹ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đội biệt động. Tiểu đoàn quân cảnh của Mỹ được điều động đến ồ ạt để bằng mọi giá chiếm lại tòa đại sứ, nhưng không thể xâm nhập vào bên trong. Địch phải dùng máy bay lên thẳng, chở lính Mỹ đổ xuống lóc sứ quán để phản kích. Cuộc chiến diễn ra rất quyết liệt. Bọn chỉ huy hốt hoảng đưa đại sứ Mỹ chạy khỏi sứ quán bằng xe bọc thép. Cuộc chiến ở đây diễn ra suốt 6 giờ đồng hồ, khiến cho sứ quán Mỹ bị tê liệt. Việc quân giải phóng đánh chiếm và trụ lại trong tòa đại sứ Mỹ tới 6 giờ đồng hồ đã gây một tiếng vang lớn, làm chấn động nước Mỹ. Tất cả các cấp chỉ huy quân sự, ngoại giao ở Sài Gòn và cả nước Mỹ bàng hoàng, sửng sốt. Các em vừa nghe cô kể lại diễn biến trận đánh vào sứ quán Mỹ ở Sài Gòn Tết Mậu Thân năm 1968 rồi. Vậy các em có biết trận đánh đó thu được kết quả như thế nào không? Các em ạ, trận đánh đó đã làm cho những kẻ đứng đầu Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và cả thế giới phải sửng sốt. Như vậy, các em đã biết được, trong giờ phút giao thừa thiêng liêng Xuân Mậu Thân năm 1968, cả Sài Gòn, cả miền Nam đồng loạt chút lửa xuống đầu thù. Trận công phá vào tòa sứ quán Mỹ, mục tiêu quan trọng nhất trong số những mục tiêu trọng yếu ở Sài Gòn, vì đây là đầu não bộ máy chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, là một đòn sấm sét tiêu biểu của sự kiện Mậu Thân năm 1968. Vậy, sự kiện tiêu biểu ấy có kết quả và ý nghĩa như thế nào? Cô cùng các em tìm hiểu qua nội dung thứ 3 của bài Kết quả, ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Để biết được kết quả, ý nghĩa của cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, cô yêu cầu các em đọc thông tin sách giáo khoa, đoạn từ cùng với cuộc tổng tiến công vào Sài Gòn đến hết bài. Nào, các em cùng đọc thông tin với cô. Cùng với việc tiến công vào Sài Gòn, quân giải phóng tiến công đồng loạt ở hầu khắp các thành phố, thị xã miền Nam như Cần Thơ, Nha Trang, Huế, Đà Nẵng, làm cho hầu hết các cơ quan trung ương và địa phương của Mỹ và chính quyền Sài Gòn bị tê liệt, khiến chúng rất hoang mang, lo sợ. Sau đòn bất ngờ Tết Mậu Thân, Mỹ buộc phải thừa nhận thất bại một bước, chấp nhận đàm phán tại Paris về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Nhân dân yêu chuộng hòa bình ở Mỹ cũng đấu tranh rầm rộ, đòi chính phủ Mỹ rút quân khỏi Việt Nam trong thời gian ngắn nhất. Dựa vào phần thông tin vừa đọc, các em hãy cho cô biết kết quả của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 là gì? Chắc hẳn các em đều biết, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 có kết quả là làm cho hầu hết các cơ quan trung ương, địa phương của Mỹ và chính quyền Sài Gòn bị tê liệt, khiến chúng rất hoang mang, lo sợ. Với kết quả đó, thì cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 có ý nghĩa lịch sử như thế nào? Các em hãy cùng suy nghĩ để trả lời. Các em có biết không, với kết quả thu được,
thì cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 có một ý nghĩa lịch sử hết sức to lớn, đó là Mỹ buộc phải thừa nhận thất bại một bước, chấp nhận đàm phán tại Paris về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Nhân dân yêu chuộng hòa bình ở Mỹ cũng đấu tranh rầm rộ, đòi chính phủ Mỹ rút quân khỏi Việt Nam trong thời gian ngắn nhất. Kết quả ấy đã cổ vũ tinh thần cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta, tạo lên sự tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Bác Hồ. Vậy, qua phần bài học, các em được biết Tết Mậu Thân năm 1968 diễn ra sự kiện gì ở miền Nam nước ta? Đó chính là sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968, quân và dân miền Nam đồng loạt tổng tiến công và nổi dậy ở khắp các thành phố, thị xã. Thế cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 đạt được kết quả như thế nào? Chắc hẳn các em đều biết, cuộc tổng tiến công và nổi dậy đó đã làm cho Mỹ và quân đội Sài Gòn thiệt hại nặng nề và hoang mang lo sợ. Đây chính là nội dung cần ghi nhớ trong bài học hôm nay. Các em cùng đọc lại. Qua phần tìm hiểu bài học, các em có biết vì sao bài học có tên là Sấm Sét Đêm Giao Thừa không? Các em đã có câu trả lời chưa? Các em đều biết, vào đêm giao thừa Mậu Thân năm 1968, cả Sài Gòn, cả miền Nam bất ngờ đồng loạt chút lửa xuống đầu thù như nhục đòn sấm sét, nên bài học hôm nay có tên là Sấm Sét Đêm Giao Thừa. Các em ạ, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 là một cuộc tập kích chiến lược, một thắng lợi có ý nghĩa lớn, đánh dấu một giai đoạn mới của cách mạng miền Nam. Ta chủ động tiến công vào thành phố, tận xào huyệt của địch. Thắng lợi đó đã giáng cho địch những đòn bất ngờ, những sự choáng váng, làm cho thế chiến lược của Mỹ bị đảo lộn, làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ. Sau chiến dịch Mậu Thân năm 1968, Mỹ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc, chấp nhận đàm phán tại Paris, thay đổi chiến lược, chuyển từ chiến tranh cục bộ sang Việt Nam hóa chiến tranh. Từ đây, cách mạng miền Nam sẽ tiến dần đến thắng lợi hoàn toàn. Để có được kết quả như vậy, chúng ta không thể không kể đến những tấm gương chiến đấu anh dũng của quân giải phóng, đặc biệt là đội biệt động Sài Gòn với hào khí ngút trời của lớp người ra trận, với lời thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Sau đây là một số tấm gương tiêu biểu của đội biệt động Sài Gòn trong cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968. Đây là anh hùng Nguyễn Đức Hùng, tức Tư Chu, tư lệnh biệt đội Sài Gòn Gia Định. Đây là anh hùng liệt sĩ Tô Hoài Thanh, tức Ba Thanh, đội trưởng đội 5, đội biệt động Sài Gòn Gia Định. Và đây là liệt sĩ Mai Văn Năm, tức Lâm Lùn, cũng là thành viên đội 5, đội biệt động Sài Gòn Gia Định. Và đây là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thanh Vân, tức Ba Đen, đội trưởng đội 11, biệt động Sài Gòn Gia Định, chính là đội trưởng của đội đã tham gia vào đánh sứ quán Mỹ ở Sài Gòn đấy các em ạ. Trước những tấm gương chiến đấu dũng cảm vì độc lập dân tộc, các em học tập được gì ở ông cha ta? Chắc hẳn cô cùng các em đều học được truyền thống yêu nước, tinh thần chiến đấu bất khuất của cha ông ta đúng không nào? Và chúng ta có quyền tự hào về điều đó. Còn các em đang ngồi trên ghế nhà trường, các em cần phải làm gì để xứng đáng với truyền thống đó của cha ông ta? Chúng ta phải chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, biết giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ. Các em có đồng ý với cô không? Như vậy, cô cùng các em đã tìm hiểu xong bài học hôm nay. Nhiệm vụ của các em sau tiết học là ôn lại các kiến thức đã học, sưu tầm và tham khảo thêm tranh ảnh, phim tư liệu về sự kiện tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự kiện lịch sử này. Các em nhớ chuẩn bị bài sau, Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô thân ái chào tạm biệt các em.